gạch chữ nhật thành công các bạn nhé. Gạch này là gạch chữ nhật thành công lỗ nhỏ các bạn ạ. Đây là loại gạch chữ nhật lỗ nhỏ nhé. Đây có ba chị đây. Ba chị xuống xe này là xe công nông 4 tấn 7 các bạn nhé. Chở 7.000 các bạn. Ba chị xuống khoảng tầm 1 tiếng là xong. Mục tiêu của nó là 1.000 viên các bạn. Một xe thì 7.000 nó xếp thành 7 kêu. Những cái gạch nhanh đến những người tiêu dùng. Bốc nhanh lên. Có nhiều công đoạn. Có nhiều công đoạn. Cái đôi tay khéo léo của các chị xếp rất là vô vấn.
Thank you.
khi công ty xuống được một nửa xe rồi các bạn nhé, thì mình sẽ quay đầu lại thành một cái đường gần điểm xếp. Sự nhiệt tình và hăng say. Quay bên ngoài công ty được, quay trong nhà, quay trong công ty được. Giám đốc nó mất cái môi nhà cũng là nụ cười. Nó đang cái cảnh dưới. Cây nhà cảnh dưới xem.
Tôi không quay vào nhà máy đâu, cứ đi về gạch cái đường, tôi quay rồi à, chim bay rồi đúng không? Quay cái quy trình sản xuất gạch. Ấy khởi đường, quay gì thì sản xuất gạch chết đi. Không như mình cài máy quay thì người ta mình quay chứ. Không phải mình cầm tay đâu. Nó có con máy quay cài đây này. Lần đấy quy định trên 10 phút là được, nghĩa là 2 ngày phải một lần à? Không biết cả cả ngày mai tớ phải đăng ký dinh chung ghi rồi hoa kiếm ký tiền các bạn đây đầu tư con lót 10 đó. Đây chỗ cảnh đẹp, mà em đi là nhiều cảnh đẹp lắm. Đây là cây riêng của mình đúng không anh? Cây riêng. Một giờ đồng hồ thì ba chị đã hoàn thành xuống xong một cái xe gạch tin em thành công 7.000 các bạn nhé, 7.000 gạch ba chị xuống trong vòng 1 tiếng rồi xong.